IUI đã tiêm một mũi Pfizer ở tuần 34. Theo lịch thì khoảng 37-38 tuần sẽ tiêm mũi 2. Không biết có nên tiêm mũi 2 sát ngày sinh không? Và nếu không thì sau sinh bao lâu được tiêm lại? Vợ thì chưa có tiền sử bệnh lý. Sau khi tiêm mũi 1 về thì chỉ bị đau nhức ở chỗ tiêm thôi. Cảm ơn bác sĩ. Thế này, cũng xin trả lời câu hỏi này với quý vị. Bạn chúc rất là chúc mừng bạn. Bạn đã sử dụng kỹ thuật là IUI, tức là hỗ trợ sinh sản, để mà bây giờ bạn có kết quả. Và thực sự thai đến thời điểm này như vậy, bạn đã thành công, thai đã trưởng thành. Và với tiêm phòng vaccine COVID thì bao giờ cũng phải là tiêm đúng, tiêm đủ nên mới có hiệu quả. Mới mũi 1 thì mới chỉ là nhận dạng ban đầu, tính cái hiệu giá kháng thể để hiệu ứng của vaccine là còn rất thấp. Bắt buộc phải tiêm nhắc lại mũi 2 thì mới đạt được cái hiệu giá kháng thể, cái tính chất phòng bệnh. Cho nên là bây giờ thai của em bé của bạn thì bụng nó to rồi, đã trưởng thành rồi thì càng an toàn, và bạn nên phải tiêm đủ để mà mình có khả năng phòng bệnh một cách tốt nhất. Còn nếu mình tiêm một mũi thì chưa phải là phòng bệnh tốt nhất. Và như vậy thì bạn bác hữu cùng gia đình có thể yên tâm được rồi, theo cái lời khuyên của bác sĩ.